Đây cháu cũng rất hay, xin phép là mình giới thiệu đại diện của các bạn. Dạ, vâng. Thế thì bên người bên này là bên này là từ Sơn, từ bên ngoại là một cái sinh ra mạnh của cô dâu. Quay ra đi. Nhà trai chúng tôi chuẩn bị gồm 5 năm sinh lễ, thể hiện là sự chân tình, sự tôn trọng của ông bà Phương An gửi tới cho ông bà Hà Sinh cùng với gia đình quan viên bên nhà gái. Và điều quan trọng nhất là sự mong muốn của gia đình họ nhà trai chúng tôi là mong muốn được sự chấp thuận của quý cụ, quý ông bà cùng quan viên gia đình họ nhà gái để cho hai cháu làm được tiên quy trình vợ chồng. Một lần nữa xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng gia đình họ nhà gái và gia đình họ nhà gái cùng mọi người có một sức khỏe dồi dào và chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng. Xin hết ạ. Yeah.
dự lễ thu quy cùng và gia đình họ nhà gái, và theo cái thời gian dự kiến là chúng tôi sẽ là ở lại khoảng độ đến 1:30 thì lúc đó sẽ là xin phép được đón cháu trai về để tổ chức lễ thành hôn ở bên gia đình họ nhà trai, cũng như trân trọng kính mời quý cụ ông, quý cụ bà cùng toàn thể quan viên họ nhà gái chúng ta cùng phối hợp với họ trai chúng tôi để đưa cô dâu về gia đình nhà trai để chúng ta tổ chức lễ thành hôn theo đúng giờ mà hai bên con trai con bà và ông bà sẽ đồng thống nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý cụ, quý ông bà cùng quan viên họ nhà gái, xin được chúc tất cả chúng ta là có luôn có thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống ạ. Xin hết ạ.